Xin chào, Minh Tuế xin được chào tất cả anh chị các bạn. Trong cái video bài học này thì Minh Tuế sẽ chia sẻ với các anh chị các bạn một cái trụ cột cũng rất là quan trọng nữa của hạnh phúc gia đình và đặc biệt là trong dài hạn, đó chính là việc nuôi dạy con cái. Với trải nghiệm của Minh Tuế nhận thấy về cuộc sống và về các gia đình thì về lâu dài, các gia đình muốn phát triển được, muốn bền vững và dòng họ có thể phát triển được, người bố, người mẹ, người ông, người bà có thể tự hào về con, về cháu của mình là nhờ quá trình nuôi dạy con và giáo dục con. Mít tới thấy rằng là những gia đình mà con cái không phát triển được về đường học vấn, học tập hoặc là trở thành một người công dân có ích, có những kỹ năng nghề nghiệp lao động một cách tốt, có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình một cách tốt đẹp, thì những gia đình đấy về sau thường là có nguy cơ bị tụt hậu, đúng không ạ? Trong khi những người khác vươn lên thì chúng ta đứng yên hoặc thậm chí chúng ta thụt lùi, thì đó là chúng ta đã tụt hậu rồi. Và đó là do chúng ta đã không đầu tư, không giáo dục, không nuôi dạy con cái một cách đầy đủ. Có thể chúng ta phó mặc cho nhà trường, có thể chúng ta phó mặc cho vợ hoặc chồng của mình, có thể chúng ta phó mặc cho ông bà, bố mẹ của mình. Người ta nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mít tới hiểu chứ. Tức là sao? Có nhà thì ly hôn, chồng chết, vợ chết, đúng không ạ? Cho nên một người còn lại phải đi làm ăn xa, phải gửi con cho ông bà. Dù lòng rất đau đớn, dù không muốn như vậy, dù hiểu rằng là con cái phải ở gần cha mẹ nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Tôi hiểu. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải đặt ra vấn đề là gì? Chúng ta phải nuôi dạy con cái như thế nào? Bởi vì về sau con cái nó trưởng thành, nó có công ăn việc làm tốt, nó không vi phạm pháp luật, nó không phải là người xấu, nó không rơi vào các tệ nạn xã hội như là lô đề, cờ bạc, bóng đá, rượu chè, mà thậm chí phạm những cái tội rất là nghiêm trọng. Đúng không ạ? Thì đó mới là cái phúc phận của gia đình. Cái hạnh phúc ở đây nó còn về mặt dài hạn, đó là cái tương lai phát triển của gia đình và dòng họ. Vì vậy, Mít Tới nhấn mạnh rằng việc nuôi dạy con cái trở thành người công dân có ích, trở thành người tốt, người tài là điều quan trọng, là điều rất quan trọng. Tiền có thể nhiều hay ít tôi không biết, thời gian có thể nhiều ít tôi không biết, vợ có thể đẹp hay xấu tôi không biết, nhưng chắc chắn việc nuôi dạy con cần phải chú trọng. Bởi vì một đứa trẻ lớn lên mà nó không trở thành người tốt, không trở thành người có ích, nó trở thành người phá phách, nó trở thành người nghiện ngập, vi phạm pháp luật này khác, thì tất cả các giá trị của gia đình có thể sẽ bị đảo lộn, tài sản tích lũy có thể sẽ biến mất, đúng không ạ? Rồi thanh danh, rồi thì uy tín của gia đình có thể sẽ không còn nữa, của người bố, người mẹ dù đã dày công xây dựng. Đây là cái chiến lược dài hạn, nó tính bằng hàng chục năm, đúng không ạ? Đến khi con cái 30 tuổi trưởng thành, rồi 40, 50 tuổi mình về già rồi, mình mới nhìn thấy đấy là một cái quá trình mình đã đầu tư đúng đắn. Hạnh phúc gia đình còn phải thể hiện được điều đó. Chẳng có gia đình nào hạnh phúc khi mà bố mẹ đưa con vào nhà khám, đúng không ạ? Con thì nghiện ngập, con thì thế này, con thì thế kia. Tất nhiên nó có thể do vô vàn các lý do. Rồi thì chúng ta phải chia tay nhau vì những cái điều này, điều khác. Chẳng có gia đình nào hạnh phúc như thế. Và một trong những yếu tố đó chính là nuôi dạy con cái. Mà trong cuộc sống bây giờ chúng ta thường bận rộn quá mức, công việc bị ép KPI quá nhiều, rồi thì áp lực kiếm tiền, rồi thì áp lực trả tiền cho con, cho vợ, cho chồng, cho bố mẹ, thăm khám bệnh tật, vân vân, khiến cho chúng ta không còn đủ thời gian. Rồi các mối quan hệ xã hội thu hút, rồi điện thoại di động, rồi mạng xã hội, vân vân, là dành hết thời gian của chúng ta. Chúng ta không còn thời gian cho con cái nữa. Và tôi nghĩ rằng đó là một điều thực sự nguy hiểm theo quan điểm của tôi. Như tôi đã nói, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, tôi không biết là nhà các anh chị như thế nào. Tất cả chúng ta đều có những quan điểm riêng về việc này. Giáo dục là một cái thứ nó mang tính chất vô hình. Mỗi nhà có một quan điểm. Cho nên lời khuyên của Mít Tới là dành cho số đông, chứ không phải là đấy là công thức chuẩn mọi người phải áp dụng.
Thậm chí có những người còn có những phương pháp tuyệt vời hơn như thế, đúng không ạ? Và với cái khía cạnh ở đây là gì? Việc nuôi dạy con cái là để cho gia đình có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc về mặt lâu dài, là chiến lược, chứ không phải là khóa học này tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Được chưa? Thì lời khuyên thứ nhất, viết tới cho rằng là các gia đình, vợ chồng, ông bà, bố mẹ cần phải thống nhất được cách dạy con cái, cách nuôi và cách dạy. Nuôi là chúng ta cho ăn, cho mặc, tắm rửa, cho đi ngủ, đấy là những cái kỹ thuật về nuôi. Nuôi con người cũng gần gần giống nuôi các con động vật, ở chỗ là nó cũng cần ăn, cần mặc, cần oxy, cần không khí, cần nguồn nước, đúng không? Chúng ta hãy chọn những thực phẩm tốt, những thực phẩm organic hoặc là những thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho con cái của chúng ta. Tùy vào điều kiện kinh tế, tùy vào cái cách thức của chúng ta có thể làm như thế nào cho nó phù hợp. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Đấy là cách thì chúng ta sẽ nuôi. Còn dạy, dạy là để tạo nhân cách, tạo hành vi, tạo ứng xử, tạo suy nghĩ, tạo lời nói cho con trẻ của mình. Và nó sẽ lớn lên với những cái điều mà nó mong muốn. Ví dụ như nó yêu lao động, nó yêu bố mẹ, nó hiểu được chữ hiếu, nó hiểu được chữ nghĩa, đúng không ạ? Nó hiểu được những cái giá trị luân thường đạo lý. À, thì nó sẽ trở thành người tốt, hoặc ít nhất nó không trở thành người xấu, nó không trở thành tài năng xuất chúng gì, thì nó trở thành một người có ích cho xã hội, thế là đủ rồi. Rất nhiều gia đình hiện nay theo đuổi quan điểm như vậy, đúng không? Như vậy là chúng ta phải thống nhất cách dạy con cái và dạy cho các bạn ấy những cái gì, cái tư duy tích cực, cái sự chủ động, đúng không ạ? Những cái đối nhân xử thế, những cái kỹ năng cần thiết để sống sót, những kỹ năng cần thiết để lao động, những kỹ năng cần thiết để kiếm tiền, những kỹ năng cần thiết để có một cuộc sống tốt đẹp và có một cái nhìn tổng quan về xã hội. Đó, chúng ta phải phân công nhiệm vụ cụ thể của từng người. Người vợ làm gì, người chồng làm gì, trong một ngày về người vợ làm những giờ nào, người chồng làm những giờ nào. Chứ người vợ cũng đừng phó mặc hết cho người chồng, và ngược lại người chồng cũng đừng phó mặc hết cho người vợ. Hoặc là hai vợ chồng cũng đừng phó mặc hết cho ông bà nội, ông bà ngoại, hay thậm chí là phó mặc cho người giúp việc. Người giúp việc có tốt không? Người giúp việc rất tốt. Cô gia sư có tốt không? Cô gia sư rất tốt. Thế nhưng chúng ta đừng phó mặc hết, mà chúng ta hãy kiểm soát, chúng ta hãy quan tâm, và chúng ta đặt ra các mục tiêu rõ ràng để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Đó, đấy là cái việc chúng ta phân công nhiệm vụ. Tùy vào cái khả năng tài chính, rồi chỗ ở, chúng ta sẽ cho con học trường nào, chúng ta phải tính. Mầm non học cái gì, cấp 1 học ở đâu, cấp 2 học ở đâu, cấp 3 học ở đâu, cấp 4 học ở đâu, đúng không? Học thạc sĩ ở đâu, vân vân. Chúng ta thậm chí chúng ta phải tính toán cho chúng con cái của chúng ta hết. Mọi người sẽ đến đây, mọi người sẽ nói tôi là như vậy là mới tới áp đặt cho con cái ư? Không phải. Quan điểm của tôi là bạn cần phải có một lộ trình. Bạn phải biết là đích đến là gì thì bạn mới đi con đường nào. Giống như là có một câu chuyện người ta nói là gì? Một người đứng ở ngã tư đường hỏi một người khác là anh hãy chỉ đường cho tôi đi. Thế thì người này, người chỉ đường mới nói rằng là anh muốn đi đâu? Thì người hỏi đường nói rằng là tôi cũng không biết nữa. Người chỉ đường đã trả lời, vậy đi đường nào có quan trọng đâu. Bạn đứng ở ngã tư, đường 1, đường 2, đường 3, đường 4, bạn không biết đích đến là gì thì bạn đi đường nào quan trọng cái gì. Nhưng tôi muốn biết đến đích đến là thế này thì bạn phải đi con đường 1, hay đích đến là thế kia thì bạn phải đi con đường 2. Các bạn hiểu ý tôi chưa?